Quý vị và các bạn đang được thưởng thức hai siêu phẩm nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Technic SB-E100. Đây là một trong những model loa nổi tiếng nhất của hãng loa Technic, được sản xuất tại Japan và được xếp hạng trong danh sách của những ông hoàng nhạc vàng. Ngoài ra, nó cũng có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc, kể cả từ những dòng nhạc tiết tấu chậm nhất cho tới những dòng nhạc tiết tấu nhanh nhất, ví dụ như là nhạc sàn và nhạc remix. Đây là một cấu hình siêu khủng, sở hữu bát súp 32 và quả kèn gang 45, chung kèn gang và check kèn gang phía bên trên nóc của cặp loa Technic SB-E100. Với thiết kế tương tự như là những cái pháo đài rất là vững chãi, và chúng ta nhìn nó rất là bệ vệ khi mà nằm trong những căn phòng khách sang trọng, rất là với không gian rộng. Nó thể hiện sự đẳng cấp mà vốn có của model Technic SB-E100. Phần chính giữa là một bộ phonolock với model nổi tiếng và cũng là gấu nhất hãng dòng high-end đến từ Japan với cặp Đờ Lông. Đây là một cặp phono block chạy theo hai kênh riêng biệt, model Đờ Lông POA 8000, có trọng lượng nặng 44 kg và công suất của nó lên tới 660W. Nó có thể trị bất kỳ một cặp loa lớn khó đánh nào, và còn đang mới tinh như khui thùng trước máy quay. Đây là một trong những cái cấu hình mà trong nước chúng ta hiếm khi anh em có thể trải nghiệm và được khám phá ở mức độ thực tế nhất như trong đoạn clip này. Tôi mời anh em cùng quay trở lại thưởng thức với cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay. Rất tuyệt vời. Trung âm nồng đậm kết hợp với giải trầm của nó xuống rất sâu. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài. Từng hạt buồn đau tí tách. Chúng ta có thể thấy được rằng với lời trung âm thể hiện cực kỳ là trầm ấm, và như theo câu nói của những anh em, trung âm như là thể hiện như ngồi trên trong loa, hoàn toàn là không gian. Với cấu hình trước máy quay thì ở đây chúng ta đang được chiêm ngưỡng cặp loa Technic SB-E100 còn mới nguyên cái tem cờ phía mặt trước Universal, có biểu tượng cho khu vực phía châu Âu. Ở đây thì tôi cũng không dành về những cái biểu tượng này lắm, nhưng mà rất là nhiều, tôi đã bán tới khá là nhiều cặp loa này rồi, tới mấy chục cặp rồi, và đây là cái cặp duy nhất mà tôi thấy rằng nó có nguyên cả cái tem cờ phía mặt trước. Biểu tượng này thì chắc chắn hàng sản xuất cho khu vực phía châu Âu rồi, nó là dòng loa hạng sang. Với cấu hình của nó cao là 85 cm, chiều ngang 53 phân, to khủng như là những cái dòng loa bát súp 40. Hậu của nó sâu tới 43 cm trên cặp loa Technic SB-E100, với công suất sở hữu ở mức trung bình 300W trên trở kháng 6 ohm, và nó có độ nhạy cao 95 dB, thực hiện được các dòng nhạc phổ thông nhất hiện có mà như tôi đang mở từ trên TV xuống. Với cấu hình được thiết kế một quả bát súp hạng nặng, đường kính của nó là 32 phân, và sở hữu bộ gân cao su đúc. Anh em nhìn cái gân cao su đúc của nó mềm như vải áo và nó có độ bền tới nhiều năm. Đây là những dòng gân đỉnh cao nhất trên thị trường audio mà được thiết kế trên những cặp loa đắt giá của hãng cũng như là một số hãng khác. Và bát súp 32 làm châm từ rất lớn, nằm trên cái thùng cao 85, ngang tới 53 cm, sâu 43, nỗ hơi thở về mặt trước. Và với cấu hình này chúng ta thấy được rằng tiếng bát của nó mềm nhũn và nó thả xuống rất là sâu. Đây là ưu điểm đầu tiên của cặp SB-100. Phần bên trên của nó được trang bị một quả kèn gang đường kính tới 45 phân trên 45 cm, và nó bằng gang. Anh em lưu ý rằng quả kèn này là bằng gang. Đây là quả chung kèn gang rất lớn, nó mang lại cho cái tiếng gõ nhạc cụ và lời ca sĩ chúng ta thưởng thức. Và anh em thấy rằng dù rằng tôi quay bằng tín hiệu không mất tiền từ TV xuống, và tất cả dây rắc cũng như là các phụ kiện thì ở đây duy nhất là tôi đang giới thiệu bộ đờ lông thì không nói, còn lại đều là những cái thiết bị rẻ tiền không đáng mấy nghìn đồng, chúng ta có thể mua được bộ dây rắc. Và như vậy chúng ta đã thấy được mức độ thể hiện chi tiết của những cái quả kèn gang lớn, nó rất là lợi hại. Giá trị của cặp loa này thì chúng ta còn thấy được rằng trên chốc của nó là một quả check kèn với đường kính miệng của nó là lên tới 15 phân, và quả trung kèn, tất cả đều là kèn gang anh em nhé, trung kèn của nó là 45 cm. Phần bên trên của cặp loa SB-100 nó được tách biệt toàn bộ so với cái thùng bên dưới, chỉ đảm nhiệm riêng cho giải trầm là cái thùng bên dưới. Bởi vậy tiếng trầm của nó rất là uy lực, bỏ xa những dòng loa cùng vấn khúc bass 30 cũng như là bass 32. Và chúng ta cùng quan sát ở phía trên cùng của cặp loa này. Anh em thấy bên trên của nó được trang bị nó như là một cái pháo đài. Đó, nó rất đẹp.
và được thiết kế tới mức độ chi tiết nhất. Hai cái volume điều chỉnh, một volume cho trung âm và một volume cho giải check. Hai cái rơ ne riêng biệt ngắt cho hai kênh tự động. Chúng ta khi đánh quá tải thì cái rơ ne này của nó sẽ tự ngắt. Đó. Và chúng ta sẽ nhấn nó lại và nó sẽ hoạt động lại bình thường. Và nó có chế độ đánh riêng biệt cho ba cầu, giải trầm, giải trung âm và giải check. Ở đây tôi đang chạy theo chế độ mặc định. Chúng ta có thể nhìn là thực tế nhất, nó rất là đẹp. Đó, đằng sau của nó còn mới và nó bóng như soi gương. Ở trên phần logo phía bên trên. Đây là phần phân tần nằm phía trên của cặp SV100. Như vậy chúng ta đã rõ về cấu hình của cặp loa này. Không có điều gì để bàn luận thêm với một cặp loa còn đang mới năm nay đến khó tìm ở trên lãnh thổ trong nước. Lâu lâu cũng thấy được một cặp, nhưng để mà tìm được những cặp đẹp xuất sắc như thế này thì hoàn toàn là một điều không dễ. Anh em có thể tìm và sau đó bất kỳ một địa điểm nào khác. Với phần ở chính giữa tôi đang phối ghép cùng với một bộ, đây là một bộ follow block của hãng Đờ Nông dòng 2N và cũng là model cao cấp nhất hãng, được giới thiệu và triển lãm tại Nhật Bản. Trong nước cực kỳ là hiếm những dòng loa này, xin lỗi, những dòng cấu hình âm ly khủng này. Và với cấu hình của mỗi một máy follow block thì có nghĩa rằng chạy riêng biệt cho từng kênh. Mỗi một kênh cắm một jack tín hiệu vào và cấp cho một cặp loa, hoặc anh em cũng có thể đánh một lúc tới hai cặp. Với công suất của cặp này nó sở hữu lên tới 660W và có trọng lượng 44kg, trang bị 32 con đèn công suất, 16 con đèn cho một máy, hai máy riêng biệt. Và chúng ta thấy được rằng phần mặt trước của nó là nguyên là một bộ mặt đồng hồ đẹp long lanh, giống như là thành phố nền đèn về đêm. Và nó được trang bị kính cường lực dày tới 2cm về phía mặt trước. Chúng ta có thể nhìn xuyên thấu về phía mặt trước cũng như là phần bên trong máy. Rất đẹp, nó đẹp tới từng chút nhỏ nhất. Đây là những dòng cao cấp nhất hãng và sản xuất cho công riêng gì thị trường của Nhật Bản và khu vực phía châu Âu. Rất là ưa chuộng và được tôn vinh những cái siêu phẩm này. Đây là dòng 2N. Với phần nguồn của nó to như là cái nồi cơm phía bên trong. Và hai con tụ của nó, mỗi một con tụ to tới gần gấp rưỡi một cái lon bia. Đây là những cấu hình siêu khủng. Sơ bộ chúng ta nhìn nguyên cái cấu hình này, anh em đã thấy được chất của nó rồi. Tôi không có điều gì để giới thiệu thêm về cấu hình của cặp Polo Block của hãng Đờ Nông với model POA8000. Như vậy về cơ bản chúng ta có thể thấy được nguyên cho cấu hình một tuyệt phẩm tôi đang phối ghép trước máy quay. Nó mang lại một đẳng cấp rất cao về thưởng thức audio cũng như là trưng bày những căn phòng khách sang trọng của giới hạng sang. Mà khi mà được sở hữu cấu hình Comle trước máy quay, anh em thấy rằng mới chỉ để ngắm nhìn cho những căn phòng khách thôi, đã hoàn toàn là xứng đáng rồi. Nó đẹp tới từng cm. Về bất kỳ một phương diện nào, từ thưởng thức các dòng nhạc, anh em có thể chơi được đa dạng. Trên cặp Technic SB-E100 được mệnh danh là ông hoàng nhạc vàng đến từ Japan, với bộ follow lock của hãng Đờ Nông POA8000 có trọng lượng nặng 44kg và công suất 660W cho cấu hình siêu khủng này. Rất là cảm ơn sự quan tâm đăng ký kênh theo dõi của anh em, và cũng rất mong anh em đăng ký ủng hộ kênh của mình, và tôi sẽ liên tục đăng tải cũng như là cập nhật tiếp theo những cái tuyệt phẩm được sưu tầm từ khắp các quốc gia, và sẽ tuyển chọn những cái tuyệt phẩm mới và đẹp, không thể mới hơn và cũng không thể đẹp hơn. Và lần lượt tôi sẽ cho anh em trải nghiệm cũng như là tham khảo những cái tuyệt phẩm nổi tiếng đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị hoặc anh em quan tâm. Chúng ta không nên tiếc 1.000 điện thoại với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552 với những mức giá luôn luôn tôi sẽ ưu đãi cho những anh em quan tâm nhiệt tình nhất. Và với cái phong cách bán hàng của mình thì anh em muốn tham khảo trực tiếp, hỏi trực tuyến thì tôi trên YouTube thì hiện tại tôi chưa test được, và tôi hay test trên fanpage của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định. Anh em hỏi bất kỳ một vấn đề gì tôi có thể bán hàng livestream trực tuyến và trả lời anh em bất kỳ một phương án nào, từ phân tích so đo cùng tầm giá để lựa chọn đưa ra mọi phương diện, lựa chọn cho mình được những thiết bị audio tốt nhất. Rất là chân thành cảm ơn toàn thể sự quan tâm cũng như là ủng hộ và đóng góp ý kiến của anh em trên toàn quốc với kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Mời anh em cùng lướt lại một chút nữa những cái bản nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên Facebook cũng như là YouTube của Toàn Audio Nam Định. Mưa
tuôn trong kim suốt năm cánh dài. Từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà. Lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào. Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui. Đèn hát như soi dáng gầy tôn. Lệ khóc cho đầy nhớ thương. Lệ ước duyên tình vẫn vương. Bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ. Bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết tha mong chờ. Một nhịp cầu duyên nơi qua đôi bờ. Anh em thấy sự thể hiện chính xác tới tuyệt đối từng tiếng nhạc cụ và độ trong suốt cũng như là phần trung âm đồng đồng. Kết hợp với giải trầm của nó xuống rất là sâu và mạnh mẽ trên câu hình mà tôi đang phối ghép gồm cặp Technic SB-E100, ông Hoàng nhạc vàng kết hợp với câu hình Phono Block mà chúng ta đang được theo dõi trước máy quay. Và chính xác nó là câu hình Mono Block, có nghĩa là hai kênh riêng biệt, hai con máy riêng biệt cho mỗi một kênh nhà thưởng thức âm nhạc. Nó sẽ thể hiện mức độ chi tiết và tách biệt nhất. Thưởng thức thực tế chúng ta sẽ thấy được rằng nó giống như là đang được trải nghiệm ngồi chung một ban nhạc sống, cực kỳ là sống động và chân thực. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em. Lời thiếu tơ duyên thành mưa đá.